Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay mình sẽ lách cái cây dendro này xuống mình trồng vì là nó mọc ở trên cái cuống hoa mọi người, cho nên là mình sẽ lách xuống. Thì các bạn lách rất đơn giản thôi ha. Bây giờ nó đã ra rễ rồi, nó ra rễ rồi, mình lách xuống mình trồng. Hai cái này mình sẽ trồng vô một chậu là sẽ thành một chậu đẹp. Thì mình đã có chia sẻ cách trồng những cái chậu như thế này rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người cách lách. Mình một tay các bạn cầm bên này nhé, tại vì mình chỉ có một tay thôi, còn một tay mình đang mắc quay điện thoại, xong các bạn bẻ, các bạn chỉ cần bẻ tự qua bẻ lại một xíu là nó sẽ tự đậm rớt ra. Khi nó đã ra như thế này rồi, mình có thể lấy cái kéo mọi người, cái kéo mình nên sát khuẩn qua nha mọi người nha. Đó, mọi người có thể sát khuẩn qua bằng cồn cũng được. Rồi chúng ta sẽ cắt ra, như thế chúng ta đã có tác phẩm. Rễ nó bám rất là nhiều trên đây cho nên hơi khó ha. Những cái rễ già đó vậy chứ mình trồng nó cũng sống hết đó mọi người ạ. Hôm trước mình trồng thì nó sống rất là đẹp luôn. Mình đã lách được ra như thế này rồi. Mình sẽ trồng lại và chăm sóc. Bây giờ cái bên đây nữa mọi người. Mình lấy nguyên cả cái cụm này luôn nha. Các bạn chỉ cần bẻ đó, các bạn thấy không, bẻ nhẹ là nó rớt ra à. Mình lách xuống, các bạn có thể để 2 ngày sau các bạn mới trồng cũng được, hoặc nếu trồng luôn thì 2 ngày sau mình mới tưới để khô hẳn hoàn toàn, không cần phải bôi keo liền sẹo gì đâu. Nhưng mà mình để cho nó khô hẳn nhá. Mình trồng xong thì 2 ngày sau mới tưới, còn nếu mà để 2 ngày mới trồng thì nó khi nó đã khô nó lành vết thương rồi thì các bạn có thể tưới luôn được. Mình cố gắng giữ làm sao để cho những cái rễ xanh đó nó không bị tổn thương nhé mọi người. Tại vì một tay mình lắc á, một tay mình quay video cho nên nó không được gọn gàng. Chứ nếu mà mọi người làm á, một tay các bạn giữ còn một tay các bạn làm á, thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ đẹp hơn ha. Đó, mọi người thấy không, những cái rễ xanh nó đã rất là nhiều. Hai cái này mình sẽ trồng vô thành được một chậu lớn mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ trồng xong mình sẽ quay video. Tại vì mình có video chia sẻ cách trồng cái cây này rất là nhiều rồi, cho nên là bây giờ mình hiện tại mình không quay video nữa. Mình sẽ chèn video ở phần kết thúc màn hình nha. Còn bây giờ mình sẽ trồng xong mình sẽ quay video tiếp cho mọi người. Rồi bây giờ mình đã trồng xong rồi thì giá thể các bạn có thể sử dụng bằng vỏ thông cũng được nè, và than củi cũng được. Than củi thì cũng các bạn chỉ cần ngâm qua nước khoảng 2 tiếng là chúng ta dùng được. Còn nếu mà có thời gian thì mình nên ngâm 1 đến 2 ngày. Và mình ngâm như vậy mục đích là để cho nó hết bớt cái chất mặn ra mọi người, thì than mình sẽ dùng tốt. Còn vỏ thông thì các bạn ngâm và rửa cho thật sạch nha. Ngâm nếu mà có nước vôi trong thì mọi người có thể ngâm bằng nước vôi trong. Nước vôi trong tức là các bạn dùng ví dụ như vôi nông nghiệp á, mọi người có thể lấy một bát, một chén mình hay ăn cơm đó, là mình ngâm với lại mình hòa ra, mình lặn để hòa với 10 lít nước, mình lặn đi, mình để cho trong rồi mình lấy cái phần đó mình ngâm thì sẽ là nước vôi trong. Và mọi người trồng á thì mọi người nên trồng lan chứ mình không phải là trồng rau trồng gì hết, cho nên mình phải để cho nó nổi hẳn cái củ nó lên để nó đẻ con, và mình cố định làm sao cho nó thật chắc chắn nha. Khi gió lung lay thì bộ rễ nó ổn định, nó sẽ không bị chột rễ. Và mình trồng, mình cho nó ra nhiều hướng, mình cho nó vào giữa chậu thì nó sẽ đi ra những cái mầm non này, nó sẽ ra nhiều hướng hơn, nó sẽ đi ra ngoài và nó phát triển sẽ tốt hơn. Thì đó là rất đơn giản thôi. Đó, bây giờ mình cứ để khô hẳn hoàn toàn và mình không có tưới gì nha mọi người. Đó, mọi người có thể quan sát nhé, những cái thân già này, nè, những cái thân già này đó, nó không còn lá gì hết nhưng mình vẫn cứ để nguyên vậy đi. Nó còn mắt ngủ, ít bữa nữa mình sẽ chăm sóc mình tưới. Thì nhiều khi những cái thân già đó nó còn cái mắt ngủ ở đây này mọi người, nó sẽ bắt đầu bung mầm ra nha. Đó, mình sẽ chia sẻ với mọi người cách kích rễ này để cho cây lan dendro nó bung mầm ra nhiều nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người. Mình sẽ cập nhật lại những cái chậu này sau nhé.